Hi, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với tập 3 của chuyên mục đơn giản hóa sếp nhạc cùng May nhé. Và trong hai tập trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cái cách gạch nhịp đối với những cái bài mà không có khóa pha và có cả khóa pha. Trong tập hôm nay thì May sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đơn giản hóa một cái sếp nhạc mất khủ. Video này thì phù hợp cho những ai mà không giỏi lắm về việc đọc nốt khóa pha và chỉ chuyên tập về hợp âm ấy. Thì video này là dành cho bạn. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bài hôm nay May chọn đó là bài rất là quen thuộc của Richard Lederman, Maria Te Amo. Khi nhìn vô một cái sheet nhạc như thế này thì cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là phải xác định giọng chủ của một bài. Thì xác định cái bài này ở với giọng gì, các bạn có hai bước. Đó là bước đầu tiên chúng ta sẽ phải nhìn vào cái nốt, cái dấu hóa. Bài này có hai dấu hóa là si dán và mi dán. Kết hợp với các bạn sẽ nhìn cho mình cái nốt cuối cùng của cái ô nhịp cuối cùng, thì các bạn sẽ thấy đây là nốt son. Đó, trên dưới đây là nốt son. Thì chúng ta dựa vào cái vòng tròn hòa âm ấy, chúng ta sẽ suy ra được bài này viết ở giọng son thứ. Và khi mà chúng ta xác định được giọng son thứ rồi á, thì nó sẽ rất là có lợi trong lúc chúng ta viết hợp âm. Nếu như các bạn chưa biết á, thì chưa đọc tốt nốt khóa pha thì chúng ta sẽ lấy nốt khóa son cộng 2. Thì nếu mà khóa son ở đây là mi cộng 2 lên là son ha. Chúng ta có son, re, si dán và nó cứ lặp lại là son, re, si dán. Thì khi mà chúng ta đàn thì nó sẽ là cứ này. Thì chúng ta sẽ thấy công thức ở đây chúng ta đàn rất là nhiều, đó là 1, 5 và 10. Đó, 1, 5, 10 cho son thứ. Chú ý đây là nhịp 4-4. Nhịp 4-4 có nghĩa là trong mỗi ô nhịp như vậy các bạn sẽ đàn được 4 phách, mỗi phách bằng 1 nốt đen. Mà chúng ta để nốt móc đơn có nghĩa là chúng ta sẽ đàn được 8 nốt móc đơn. Thì những cái ô nhịp đầu tiên như thế này chúng ta sẽ thành được 8 nốt móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, qua ô nhịp số 2. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy lại cái bộ này này. Thì chúng ta lại ghi son thứ ở đầu ô nhịp tiếp nha. Ghi son thứ tiếp. Và nếu như các bạn muốn bắt đầu vô tay phải thì bạn sẽ gạch nhịp luôn. Đó, mình sẽ gạch như thế nào? Cứ hai nốt móc kép là được một nốt móc đơn, cho nên là tay trái nó sẽ rớt vào những cái cứ cách hai nốt là được một nốt. Đó, cứ gạch vậy thôi. Tiếp tục ô nhịp tiếp theo thì chúng ta chú ý là nó đổi số chỉ nhịp thành 3-4 nha các bạn. Đó, cái bài này nó hơi phức tạp chút. 3-4 có nghĩa là một ô nhịp chỉ được 3 nốt đen. 3 nốt đen thì tương ứng với 6 nốt móc đơn nha các bạn. 6 nốt móc đơn thì suy ra cái ô này chỉ được 6 cái gạch thôi. Mà trước đó chúng ta phải đi tìm hợp âm đã. Thì chúng ta nhìn cái nốt đầu tiên, nó chính là nốt đô. Đô, son, mi dán. Thì mà khi đàn lên nó sẽ là, đây chính là hợp âm đô thứ ha. Chúng ta ghi được hợp âm rồi chúng ta mới gạch nhịp này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đủ. À, tại sao hai cái này lại gạch được? Tại vì một nốt đen thì bằng hai cái nốt màu đen. Vậy là được. Tiếp tục chúng ta lại qua ô nhịp 7-8. Thì ô nhịp 7-8 này chúng ta sẽ gạch được 7 nốt móc đơn. 7 nốt móc đơn, và trước khi gạch chúng ta phải tìm hợp âm đã. Chúng ta sẽ thấy là pha, đô, la. Pha, đô, la đây là hợp âm pha trưởng ha, pha trưởng. Pha trưởng chúng ta ghi vô cái. Và các bạn chú ý là cái nốt đầu tiên á, nó sẽ rơi vào rớt vào móc kép. Tiếp tục nốt thứ hai rớt vào đây. À, cứ hai nốt móc kép là được một nốt móc đơn và chúng ta gạch đủ 7 nhé. 1 2 3 4 5 6 7. Đó, cứ mỗi ô lại thay đổi số chỉ nhịp. Tiếp tục nó lại về nhịp 6 8 8 thì chúng ta sẽ gạch được 6 gạch cho một nhịp. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính hợp âm trước đã nha. Si, fa, re. Đó chính là hợp âm si dán trưởng. Si dán trưởng. Và chúng ta sẽ có hai hợp âm trong ô nhịp này, tại vì nó sẽ xuất hiện thêm re và fa thăng các bạn. Re và fa thăng nó là nằm trong hợp âm re trưởng. Để re ở đây. Và chúng ta để ý cái cách đệm của nó là rải ba nốt đầu thôi. Thì chúng ta sẽ gạch ba nốt đầu trước. 1, 2, 3. Sau đó đến hợp âm re thì chúng ta theo bản gốc hoặc là không theo cũng được. Nếu mà theo bản gốc thì chúng ta chỉ cần đàn re pha thang thôi. Thì nếu mà như vậy thì mình sẽ chỉ cần đánh 1,
mũi tên đi, mũi tên cho nó dễ hiểu ha. Rê, rê. Rồi sẽ chuyển qua nhịp 12-8. Đối với nhịp 12-8 ấy thì chúng ta sẽ đàn được 12 nốt móc đơn trong một ô nhịp. Thì chúng ta phải đi tìm xác định cái hợp âm đã. Đầu tiên các bạn sẽ thấy đây là nốt son. À, son re si, chúng ta lại gặp lại son thứ thôi, son thứ. À, các bạn cứ dò cho đến đây cũng là son thứ nè. Nhưng mà đến đây là đô son mi dáng, nó chuyển thành đô thứ rồi nhá. Đó, tức là trong một ô nhịp như vậy mà chúng ta có hai hợp âm đấy. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi gạch nhịp nha. Son thứ mình đàn được 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 nốt rồi. Còn 3 nốt nữa là của đô thứ đấy. 10 11 12 đủ ha. Đủ một ô nhịp 12 8. Tiếp tục nó là chuyển qua ô nhịp 9 8. Ô nhịp 9 8 thì có nghĩa là chúng ta sẽ được 9 nốt móc đơn trong một ô nhịp này. Và chúng ta sẽ xác định nó vẫn nằm trong hợp âm đô thứ nhé các bạn. Son, mi, son. Thì tiếp tục gạch thôi. 1, 2, 3. Và đến đây các bạn thấy fa, đô, la. Fa, đô, la đó chính là hợp âm pha trưởng nhé. Hợp âm pha trưởng. Ghi ca ngang đầu. 1, 4, 5, 6. Đến đây pha trưởng xong, qua đây thấy si dáng, si dáng, si dáng, si dáng. Nó là nằm trong hợp âm si dáng trưởng. Si dáng trưởng, đó. Rồi các bạn sẽ thấy la với la. Si, si, la. Thì các bạn nếu mà không xác định hợp âm được thì mình cứ ghi la thôi. Tại vì tí nữa mình sẽ dằn, dằn la với la. Si thì mình sẽ đi hai nốt. 1, 2, đó. Thì đó là mình được sơ lược hai dòng. Là nhìn nó rối quá. Bây giờ chúng ta đi xóa bớt cho nó thoáng ha. Chúng ta đi xóa bớt. Mình thích nhất là cái công đoạn này, tại vì nhìn nó rất là thông thoáng, thì khi mà chúng ta tập á, nó dễ tập hơn. Rồi. Và khi đàn á, thì bây giờ mình sẽ đàn thử cho các bạn nha. Đàn thử cho các bạn nghe nha. Cái intro đầu tiên thì nãy chúng ta đã xác định là 1, 5, 10. Và chúng ta đàn tổng cộng là 8 nốt ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là bắt đầu vô bài. Thì đến cái này mình sẽ đánh son. Cứ hai nốt, hai nốt tay phải là được một nốt tay trái ha, đánh cao mới đúng chứ. Chuyển qua đô thứ nè. 3 4 cho nên mình sẽ đàn được tổng cộng là 6 nốt móc đơn. Rồi chuyển qua 7 8, mình đánh pha chuyển trước một nốt. Qua si dáng, nhịp 6-8. Chuyển qua re 2 nốt. Re. Đó. Bây giờ vô bài thì chúng ta sẽ thấy có son thứ rất là nhiều. Và các bạn cứ căng làm sao theo cái gạch thôi. Mình đã thấy công thức là 1-5-10, 1-5-10 ha. 1 qua đô thứ các bạn. Đô thứ tiếp. Chuyển qua pha trưởng. Rê đi với si dáng hai nốt, 1 2 dằng la. Đó, giờ chúng ta được hai dòng đầu rồi. Và khi mà chúng ta gạch như này á, chúng ta sẽ tập trung vào tay phải nhiều hơn, còn tay trái chúng ta cố gắng nhớ cái công thức của hợp âm. À, các bạn có thể đàn theo công thức bài gốc là 1-5-10 hoặc đàn theo cái công thức 1-5-8 cũng ok nhé. Đó. Miễn sao các bạn căng đúng nhịp, đúng cái gạch ấy. Bây giờ chúng ta làm tiếp dòng số 2, dòng số 3 nhé. Ở dòng số 3 thì các bạn sẽ để ý thấy là mình sẽ có quay lại son ha. Quay lại son thứ, chúng ta ghi son thứ lên đầu thôi, tương tự thôi các bạn ạ. Tại vì nó lặp lại mà. Cái đoạn này này, nếu như các bạn để ý thấy, nó chính là lặp lại của cái câu này. Nhưng mà nốt lên cao một quãng 8, cho nên khi các bạn đánh thì chúng ta thay vì đánh ở đây, chúng ta lên trên này đánh ha. Khi mà chúng ta biết được điều này á, chúng ta ghi chú vô đây. Đó, ghi chú vô đây này.
đoạn này nhân 2, nhưng mà nhớ trong đầu là cái đoạn đó lên một cao 1.8, hoặc không nhớ thì chúng ta có thể ghi lại đó, chứ không mất công phải đọc cái nốt cao như vậy. Xóa luôn. Lần thứ hai đoạn cao 1.8 có thể ghi như vậy cũng được. Tập chúng ta bỏ được, tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho cái câu này, thay vì chúng ta ngồi đọc từng nốt trên cao như vậy, đúng không? Thì khi chúng ta đàn á, chúng ta chỉ cần đàn lại cái câu mà chúng ta vừa học thôi, và chúng ta lên 1.8 để đàn ha. Tay trái cũng là cái chỗ cũ nhé. Đó, hai lần giống nhau, chỉ khác là lên 1.8. Bây giờ câu tiếp theo nó mới khác đây các bạn. Câu tiếp theo là cái câu đổi hợp âm rất là nhiều. Câu này hợp âm sẽ đi theo từng ba nốt là thay đổi đó. Ví dụ đầu tiên là son. Son re si thì chúng ta đã quen với nó là son thứ rồi ha. Tiếp tục do son mi dáng. Đó là mi do thứ, do thứ. Fa do la chính là fa trưởng. Tiếp tục si dáng fa. Si dáng fa nó nằm trong hợp âm si dáng trưởng các bạn. Si dáng trưởng mà nó lại có một cái nốt la ở đây. Nốt la ở đây chính là cái nốt bắt cầu đấy. Si. Các bạn có thể đánh si fa la, hoặc là si dáng mình cũng có thể nói là si si xong dạng la. Cái la này chính là cái hợp âm mà chỉ có một nốt thôi. Rồi, khi mà gạch nhịp á, chúng ta sẽ có thể giống với cái bên dưới gạch như này. Đây. 1 2 3 2 3 1 2, cái này chỉ được hai nốt thôi nhé. La dằng. Đối với những cái hợp âm mà dằng hay là hai nốt, mình để mũi tên để phân biệt ha. Và nhớ cái công thức ở đây là 1 5 10 nhé. À. Rồi chúng ta xóa. Mình đàn lại cái câu này đã nha. Đô thứ nè. Fa trưởng nè. Si si. Dằng la. Rồi chúng ta sẽ quay lại son thứ. Tại vì nó là son re si, ba nốt 1 2 3. Đây là la mi do mi dáng các bạn. Đây chính là la thứ mà có dáng 5 nha các bạn, la thứ dáng 5. Là mi do ha. Đối với những cái hợp âm này thì các bạn nên ghi chú vô. Tại vì nó hơi lạ đó. La mi do. Đô xong gạch nhịp. Hiếm lắm mới có cái hợp âm lại vậy. Rồi đến chỗ này thì chúng ta sẽ có nốt re. Re còn có mi pha thăng nữa, đó chính là đi bậc. Re mi pha thăng, và nhớ ghi chú mũi tên nhá, có nghĩa là dằng 1.8 đấy. Đó. Re mi pha, sau đó đi xóa. Đi xóa. Rồi, khi mà mình đàn á, nguyên câu này sẽ là dạng nam nè. Re mi fa. Qua câu tiếp theo sẽ thấy là có nút son re si. Nó là son thứ tiếp nè. Do son mi chính là do thứ. Khi mà các bạn làm đến dòng này thì chúng ta sẽ làm rất là nhanh, tại vì nó chỉ lặp lại thôi ha, pha trưởng. Rồi đến này tương tự chúng ta bê nguyên vô si dáng nè. Si dáng, si si, hai nốt si. Sau đó có la dằng. La này ha. Nó lại lặp lại ha. Son do này. Càng ngày chúng ta làm thì chúng ta sẽ càng nhanh, tại vì hợp âm nó chỉ lặp đi lặp lại vậy thôi. Đó, sau đó gạch nhịp thôi. Các bạn chưa biết gạch thì các bạn cứ giống với cái khóa phạ ở dưới như này nè. Đó. Còn nếu chúng ta đã tính được nhịp á, thì chúng ta sẽ tự gạch được mà không cần đến khóa phà. Khi mà đàn đến cái dòng này thì nó sẽ là như này. Đô pha si dáng dằng la rồi son tiếp. Đô pha son. Và nếu như chúng ta qua trang tiếp theo á, thì các bạn sẽ thấy là nó lại lặp lại đúng cái câu đó luôn nè. Lặp lại đúng cái câu đó.
nhưng mà nó sẽ đàn theo cái công thức là gì các bạn biết không? À, đi khoảng 8 tay phải và chúng ta đánh lên cao. À, AVA thứ nhất là lên cao, thứ hai là chúng ta sẽ thấy là đàn hai nốt. Và không phải đánh ở đây mà đánh ở trên này. Ha, và chúng ta y hệt cái hợp âm B cái biên bên kia qua thôi. Đó. Khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý đó thì chúng ta chỉ cần qua bên trang bên cạnh ghi chú vô là đàn này hai lần. Đây là cái cách mới hay làm. Nhân 2, ghi thêm lần 2 tay phải. AVA là các bạn lên cao một quãng 8 và đàn quãng 8. Đó thì mình ghi chú vô như vậy thì mình khỏi phải mất công đọc nốt nè, khỏi phải mất công ghi lại ha. Và chúng ta chỉ cần việc là đàn theo như vậy thôi. Như thế này. Sau cái đó xong chúng ta nhìn thêm còn chút nhạc còn gì nữa. À, nó quay lại từ đầu. Ta sẽ biết được là nó quay lại cái chỗ này này. Đoạn A đấy, đoạn A đấy. Thì khi đó thì mình chỉ cần nhìn lại cái đoạn này thôi chứ mình đừng có phải viết hết toàn bài nhé. Đó là cái cách tiết kiệm thời gian nhất. Đó. Thường cái nguyên cái bài này là nó đến đó là hết rồi và chúng ta chỉ cần đàn lại từ đầu thêm một lần nữa thôi và đừng có đàn intro lại được ha các bạn. Đó. Thì đó là một cái cách mà mày rất là hay dùng khi mà mày tập một cái bài nào đó. Chúng ta phải nhìn cái sheet nhạc biết được bố cục chỗ nào giống nhau rồi chúng ta sẽ đây giống nhau chúng ta copy lại. Đây là một cái ví dụ điển hình của cái việc đơn giản hóa sheet nhạc và hẹn mọi người ở tập sau thì mày sẽ sưu tầm thêm những bài dễ hiểu, đơn giản và hay phổ biến. À, chúng ta cùng nhau gạch sheet nhạc nhé. Ok, nếu bạn thêm bài học bổ ích thì có thể like và đăng ký kênh của Mây để học piano mỗi ngày nhé. Tạm biệt mọi người.